hay không cũng thành vấn đề. Bây giờ giúp bà con nông dân ở trong thành phố. Chính trong hoạn nạn thì cái tinh thần này nó lại được phát triển lên. Cái tính tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội của chúng ta nó được phát huy thì nó giúp cho xã hội chúng ta được tốt đẹp hơn. Thưa với tất cả bà con, nhân dân, trong cái đại dịch Covid bùng phát trở lại vừa rồi, phải nói là nó rất là ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ta. Đặc biệt là những khu vực, những địa phương mà có dịch và bị phong tỏa, bị cách ly như là tỉnh Hải Dương của chúng ta. Thế thì bà con nhân dân nhất là trong cái vụ giáp Tết, cho nên là nông sản tồn đọng rất là nhiều, khiến cho cuộc sống của bà con rất là khó khăn. Trong khi mà bị cách ly, bị phong tỏa thì giao thương cũng bị ách tắc hết tất cả, đình trệ. Cho nên là nông sản của bà con không có thể mà tiêu thụ được, khiến cho cuộc sống rất là khó khăn. À, mãi mới ra được cái rau đấy, nhưng mà cuối cùng đến giờ này, đây là chúng em đây là nếu mà với cái mức như này thì mình gọi là không có công không? Thưa mặt hàng mà mình trồng ra nó không bán được, khó lắm. Với cái tinh thần từ bi, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, với cái tấm lòng của những người con Phật, và cũng chung tay với lại cả cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, thì Phật tử chùa Ba Vàng cũng đã phát động phong trào Phật tử giúp đỡ nhau và giúp đỡ bà con nhân dân của những tỉnh có dịch, nhất là tỉnh Hải Dương. Hiện nay thì tôi cũng đang ở một cái điểm giải cứu nông sản đây. Thì từ sáng đến giờ là tại chỗ này là đã tiêu thụ được bao nhiêu tấn rau củ quả này rồi? Con bạch sư phụ là sáng nay là từ 7 giờ thì là một xe 10 tấn đã về đây, thì chúng con đã đi hết rồi. Còn cái chỗ này trong khi là hàng của một cái doanh nghiệp mà người ta chuyên cung cấp thức ăn cho nhà máy điện cũng như là các mỏ ấy, là người ta đã đặt sẵn rồi. Còn bán lẻ chúng con chỉ có tới đây chỗ này, bán lẻ chỗ này thôi ạ. Là trên đầu trên kia là các chị đang thu hái cho bà con nữa khoảng 7 tấn nữa để trong vài trong ngày để mai bán tiếp ạ. Tốt lắm. Thì cũng thưa với bà con là tính đến ngày hôm nay ấy, thì riêng Phật tử chùa Ba Vàng ấy đã giải cứu là hơn 100 tấn nông sản, rau củ quả cho bà con nhân dân của Hải Dương. Với tư cách là một vị tu sĩ Phật giáo, rất là mong cái tinh thần đoàn kết thương yêu nhau trong những cái lúc khó khăn hoạn nạn như thế này của nhân dân ta, của dân tộc ta được phát huy thật tốt. Chính trong hoạn nạn thì chúng ta mới lại cái tinh thần này nó lại được phát triển lên, và chúng ta cũng nhân cái chỗ này để chúng ta mở rộng để làm sao cho cái tình đoàn kết, cái tính tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội của chúng ta nó được phát huy, thì nó giúp cho xã hội chúng ta được tốt đẹp hơn. Mưa giông đã qua rồi, ta chẳng ngồi cười mãi. Tìm một Việt Nam sáng tươi.